thấy rất là tủi thân ạ. Vì các bạn thì có cả đủ cả bố cả mẹ, còn con thì bố mẹ mất rồi. Kỷ niệm con nhớ nhất là năm đấy con và gia đình đi chơi, đi ở chơi ở Sầm Sơn rất là vui vẻ. Đó sẽ mãi luôn là hồi ức đẹp đẽ nhất của một cô bé 12 tuổi khi còn cả bố và mẹ. Sự mất mát của em cũng đã trở thành những thiếu thốn không gì có thể bù đắp được. Em Đỗ Thị Khánh Ly, học sinh lớp 6B, trường Trung học cơ sở Hồng Tiến, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, là một học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn của nhà trường cũng như ở địa phương. Cách đây 7 năm, mẹ của Ly không may qua đời. Sau đó 4 năm, bố của Ly cũng vì quá thương mẹ em rồi đổ bệnh mà qua đời. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi ngoai, cả hai anh em Ly đã phải đối diện thêm nỗi đau mất bố. Hai đứa trẻ bơ vơ được đưa từ Bắc Cạn trở về sống bên bà nội để được bà yêu thương, vỗ về, xoa dịu dần đi mất mát. Ngay cả đối với bà nội của Ly, cùng lúc mất đi cả con trai và con dâu cũng là những nỗi đau hàng đêm. Lúc tôi khóc mình không dám cho cháu nó biết, nó biết nó tủi thân. Sau khi bố mẹ qua đời, anh trai của Ly cũng không còn khả năng theo học, hiện đang đi làm thêm để có thể giúp bà nội trang trải cuộc sống cho ba bà cháu. Ngoài hai xảo ruộng, bà nội và Ly còn cố gắng kiếm thêm thu nhập bằng việc nhận dán mã thuê. Số tiền làm mã ít ỏi, cộng với những lo toan dành cho hai đứa cháu nhỏ cũng chưa thể giúp bà có thêm động lực đi khám bệnh. Làm cái này thì mỗi ngày chỉ được 10.000, 15.000, không được nổi lên 20.000. Bệnh thì có, thế nhưng mà các cứ bảo đi khám nhưng mà nó kinh tế không có, cho nên là cũng phải nấn nữa. Không đi khám, đi khám thì là phải mất một tai gì, phải có tiền mới đi khám được. Ý thức được chính những khó khăn và thiệt thòi của mình, Ly luôn cố gắng trong học tập để bà có thể yên lòng. Trên lớp, Ly được thầy cô và bạn bè đánh giá là học sinh ngoan, có học lực giỏi, học đều ở các môn, luôn có ý thức vượt khó. Bạn rất là hay giúp đỡ bạn bè trong lớp, trong các hoạt động tập thể thì bạn cũng làm rất là tốt ạ. Các bạn khác học yếu, bạn luôn giúp đỡ. Bạn Ly là tấm gương để cho bọn chúng con học tập, là dù có khó khăn đến đâu thì vẫn phải vươn lên trong học tập ạ. Em Khánh Ly là một cái học sinh mà em có cố gắng vươn lên trong học tập. Ngay từ đầu khi mà tôi chủ nhiệm thì tôi đã thấy cái hoàn cảnh của em rất là khó khăn. Là một trong những học sinh mà tôi thấy là với hoàn cảnh như thế là em cũng rất là nỗ lực. Chia sẻ về ước mơ của mình, Ly nói, em muốn sau này lớn lên có thể trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà, được làm những gì có ích cho xã hội và trên hết đó là được phụng dưỡng bà. Con mong bà sống thật khỏe mạnh đến nuôi con ạ. Con nữa là con sẽ học thật giỏi để nuôi bà. Chia sẻ những khó khăn thiếu thốn của bà cháu em Ly, đại diện hai nhà tài trợ chương trình là VNVT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đã đến thăm hai bà cháu. Cuộc trò chuyện thân tình đã khiến cả căn nhà nhỏ trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Xin kính chào quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ trao bổng chương trình Chắp cánh ước mơ được thực hiện tại trường Trung học cơ sở Hồng Tiến, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Chương trình do VNPT Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ Thông tin, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên thực hiện. Đến dự với buổi lễ trao bổng chắp cánh ước mơ ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía nhà tài trợ VNPT Hưng Yên xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên. Về phía nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng. Về phía đại diện trường Trung học cơ sở Hồng Tiến, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Tuấn Sứ, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Hồng Tiến. Đến dự với buổi lễ trao bổng chương trình Chắp cánh ước mơ ngày hôm nay còn có rất nhiều các thầy cô giáo và các em học sinh của trường Trung học cơ sở Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc VNPT Hưng Yên sẽ lên trao bổng cho em Khánh Ly.
Xin cảm ơn nhà tài trợ VNPT Hưng Yên. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ Vietcombank Hưng Yên, bà Nguyễn Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Hưng Yên sẽ lên chào bổng cho em Đỗ Thị Khánh Ly. Sau buổi lễ trao học bổng ngày hôm nay thì em Khánh Ly sẽ cố gắng học tập tốt để hoàn thành cái ước mơ học tập của mình. Em có ước mơ học tập sau này để trở thành những người bác sĩ hoặc là trở thành cô giáo, phục vụ được nhiều cho xã hội. Chúng tôi mong là em Ly, Đỗ Thị Khánh Ly sẽ hoàn thành được cái ước mơ của mình nhờ cái sự đóng góp một phần của các cái nhà tài trợ ngày hôm nay. Đối với nhà tài trợ mà vinh dự được đồng hành cùng với chương trình, thấy chương trình rất là nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là về đối tượng học sinh là những em học sinh giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn, thì đây là một trong những cái mục tiêu của những doanh nghiệp như chúng tôi mong muốn tới, tức là đồng thời vừa cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh vừa là đóng góp một phần cho xã hội, thì cũng rất là mong là tiếp tục được đồng hành cùng với chương trình. Xin trân trọng cảm ơn hai nhà tài trợ. Ngày hôm nay chương trình được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Hồng Tiến nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Những người làm chương trình xin được kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Vietcombank chung niềm tin vững tương lai.